Biến trong rất nhiều tầng lớp. Mỗi một nghệ nhân với bàn tay khối óc của mình đã tạo ra bộ sưu tập bonsai độc đáo và nhiều. Được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Hoàng Lịch Thiệp, trưởng đoàn ạ. Chúng ta xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Hoàng Hữu Vĩ, Ủy viên Trung ương Hội, Giám đốc Trung tâm Khoa học Mỹ thuật Cây cảnh Việt Nam. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Quốc Anh, phó đoàn ạ. Vâng, và đặc biệt hơn nữa, xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể các thành viên của đoàn bonsai xuyên Việt đã về tham dự. Kính thưa quý vị thân mến, và về phía sinh vật cảnh Hà Nam, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng và nhiệt liệt giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Đức Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Hà Nam. Chúng ta xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Đăng Khải, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cây cảnh Nghệ thuật Hà Nam. Cùng toàn thể 57 hội viên đã có mặt đông đủ đây, thì chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị thân mến, và về tham dự chương trình vô cùng ý nghĩa này còn có sự hiện diện của các nhà vườn, các doanh nhân yêu cây cảnh và tham dự và giao lưu cùng chương trình. Đề nghị chúng ta một lần nữa hãy dành cho họ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào mừng. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Bình, Ủy viên Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam sẽ lên phát biểu và tặng hoa chúc mừng đoàn. Xin được trân trọng kính mời ông. Và chúng ta không quên dành cho ông một tràng pháo tay thật nồng nhiệt thưa quý vị. Kính thưa anh Hoàng Lịch Thiệp, trưởng đoàn bonsai xuyên Việt. Kính thưa anh Hoàng Hữu Vĩ, Ủy viên Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, Giám đốc Khoa học Mỹ thuật Hoa cây cảnh Việt Nam. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể anh chị em trong đoàn bonsai xuyên Việt. Hôm nay thì tôi được anh Khải, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Câu lạc bộ Cây cảnh Đá cảnh Nghệ thuật, anh Lợi ở Hội quán bonsai thông báo là đoàn bonsai xuyên Việt thăm Hà Nam của chúng ta. Chúc mừng tất cả anh chị em trong đoàn bonsai xuyên Việt của chúng ta. Kính thưa công chí đại biểu, kính thưa các bác, các anh, các chị, những người đam mê bonsai, những người đam mê sinh vật cảnh. Hôm nay thì chúng tôi, các nghệ nhân, các nhà vườn, những người đam mê sinh vật cảnh, những người đam mê bonsai của tỉnh Hà Nam được đón tiếp các anh các chị. Tôi hết sức xúc động khi mà đoàn có một sáng kiến, có một việc làm đầy ý nghĩa, tiếp lửa, thổi bùng đam mê những người say mê bonsai, say mê sinh vật cảnh Việt Nam. Trung ương Hội Sinh vật cảnh nói là các anh có ý kiến với Trung ương Hội Sinh vật cảnh, nhưng mà anh Vạn và Trung ương sau đại hội đang bận nhiều việc, hôm nay và trong suốt quá trình hành trình không tham gia được với anh em. Nhưng mà anh Hoàng Hữu Vĩ thì có dành thời gian đi với đoàn không được nhiều. Có lẽ đến Hà Nam thì anh Vĩ cũng phải quay lại Hà Nội, nhưng mà
tất cả những người đam mê của nước Việt Nam chúng ta những điểm đến chân thành đón tiếp các anh. Chúng tôi hết sức trân trọng một việc làm hết sức nhân văn, một việc làm đốt cháy đam mê, một việc làm thổi bùng ngọn lửa. Tôi xin chúc cho tất cả các anh, các chị chúng ta thành công trong đợt xuyên Việt này. Xin được chúc mừng các anh, các chị. Điều cần nói trong sinh vật cảnh và trong bonsai thì hôm nay tôi thấy lấp lánh các chị có mặt trong đoàn bonsai. Thường sinh vật cảnh ấy thì ông chồng đam mê nhưng bà vợ không thích, mà bà vợ đam mê thì ông chồng không thích. Ít nhà được cả đôi lắm. Cho nên là nam nữ bình đẳng. Tôi xin mời các chị, những người đam mê sinh vật cảnh vào với bonsai nhiều hơn, vào với sinh vật cảnh nhiều hơn. Trong không khí mà hết sức là tình cảm, hết sức là gần gũi, hết sức là nhân văn, hết sức là nhân văn khi mà chúng ta hoạt động bonsai và hoạt động sinh vật cảnh. Tôi xin được chúc mừng đoàn. Chúng ta tiếp tục hành trình. Điểm đầu là Lai Châu và điểm kết thúc là Cà Mau. Sức khỏe, an toàn, hiệu quả và làm cho sinh vật cảnh của Hà Nam sánh vai với khu vực, sánh vai với thế giới trong thời gian tới đây. Chúc trưởng đoàn, chúc phó đoàn, chúc tất cả anh chị em trong đoàn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong chuyến đi. Chúng tôi có một lẵng hoa tươi thắm xin được gửi đến chúc mừng trưởng đoàn và chúc mừng tất cả anh em chị em trong đoàn bonsai xuyên Việt hôm nay. Xin mời đồng chí phó đoàn và đại diện. Mình xin chào tất cả anh chị và con nha. Tuy cái bãi mới thành lập thôi nhưng mà khách hàng đến xem rất là nhiều nha. Và anh chị nào mua xe thì cứ tới địa điểm ở đây nên là mình mua xe thôi. Khu chung cư Tân Mai 900 quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Tân Tạo, Bình Tân nha. Của đoàn bonsai xuyên Việt sẽ cùng trở về sân khấu nhận hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng với chúng mình. Các bạn ạ, xin được trân trọng kính mời dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng chúng bạn bonsai xuyên Việt đã về với Hà Nam. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể anh em, hôm nay toàn thể anh em câu lạc bộ cây lá cảnh nghệ thuật tỉnh Hà Nam rất vui mừng được chào đón đoàn bonsai xuyên Việt đã dừng nghỉ làm việc, tham quan, động viên và giao lưu cùng với anh em Hà Nam. Đây là một sự kiện đặc biệt mang nhiều ý nghĩa và phong trào theo cây cảnh. Chuyến đi xuyên Việt lần này chúng tôi đánh giá rất cao về sự nhiệt huyết của các bạn cũng như vai trò trách nhiệm trước phong trào sinh vật cảnh của đất nước. Các bạn đã và đang tiếp lửa lôi cuốn lan tỏa đến từng vùng miền, từng thôn xóm, từng gia đình, góp phần không nhỏ cho cuộc sống tươi đẹp hiện nay. Trong không khí tràn ngập tình cảm này, thay mặt cho toàn thể anh em câu lạc bộ cây cảnh cũng như những người yêu cây Hà Nam, xin kính chúc toàn thể anh em trong đoàn bonsai xuân Việt một sức khỏe phi thường, một bầu nhiệt huyết không lúc nào vơi để đạt được những mục tiêu, những ước mơ đã đề ra. Chúc anh em thượng lộ bình an. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu của ông Nguyễn Đăng Khải, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật Cảnh. Kính thưa quý vị thân mến, và có lẽ là giờ phút này thì ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hoàng Lịch Thiệp sẽ trở về sân khấu có đôi lời phát biểu ạ. Xin được trân trọng kính mời và xin tỏ đến quý vị hãy dành cho ông một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt được không ạ? Anh Thiệp có chia sẻ, vâng ạ, sẽ là một quả cầu lửa để lăn suốt một hành trình đúng không ạ? Và chúc cho trưởng đoàn, phó đoàn cũng như tất cả các anh chị, bản thân mình hãy thật nhiều lửa để lan tỏa tới tất cả mọi người yêu cây cảnh, yêu bonsai được không ạ? Và một lần nữa hãy dành cho tất cả chúng ta một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt được không ạ? Với rất nhiều các thành viên cả cái đất nước Việt Nam này, hôm nay chúng tôi hội tụ về đây với một tinh thần đoàn kết và mang ngọn lửa về Hà Nam đốt cháy lên đây ạ. À.
Vâng, đây là hội quán bonsai Hà Nam. Vâng, bạn ấy giờ mới nói. Tôi cứ nghĩ rằng là anh em thì cứ trên cái thông tin thì cứ nói là Hà Xuân Lợi, thành ra là cũng không biết. Thì cái này lần sau là bạn Quốc Anh thì với cả bạn Nhân phải lưu ý cái việc này nhé. Và hết sức lưu ý để chúng ta tránh là nói nó sai cái thông tin, cái nội dung nó chưa đúng với lại ý tưởng của chủ nhà. Thật là tuyệt vời ạ. Không khí chúng ta đang rất là nóng, tình cảm chúng ta đã đoàn kết và tăng cái nhiệt lên rất là nhiều. Và ngọn lửa của đoàn bonsai xuyên Việt đã lan tỏa. Đến bây giờ thì chắc chắn là sức nóng ở Hà Nam mọi người cũng nhận thấy rồi đúng không ạ? Tặng hội quán bonsai Hà Nam một cái kỷ niệm chương rất là nhỏ nhưng mang đầy cái ý nghĩa sâu sắc của đoàn bonsai xuyên Việt. Chúc anh em Hà Nam và hội sinh vật cảnh Hà Nam, hội cây cảnh nghệ thuật tỉnh Hà Nam phát triển bền vững, lớn mạnh, xứng tầm với những địa phương hàng đầu trên cả nước. Chúc tất cả mọi người cùng đoàn kết và chúng ta cùng đi đến một mục tiêu cuối cùng, phát triển nền sinh vật cảnh của chúng ta đến một tầm cao mới và cao hơn, xa hơn. Vâng, xin chào quý vị và tất cả những người có mặt tại đây hôm nay. Thay mặt cho hội quán bonsai Việt Nam, thay mặt cho nhân viên Việt Nam, rồi là có chú Nguyễn Đức Bình là chủ tịch hội sinh vật cảnh Việt Nam đã rất là cảm ơn đoàn và xin nhiệt liệt chúc mừng đoàn. Và sau đấy là chủ tịch câu lạc bộ Nguyễn Văn Khải đã có lời cảm ơn. Hôm nay sự kiện này diễn ra thật là tuyệt vời và thật là hân hoan khi tất cả anh em Hà Nam yêu cây, tất cả những người con của Hà Nam mà đang chơi cây và tất cả những người anh em của câu lạc bộ cây cảnh đá cảnh Việt Nam nói riêng cũng như là câu lạc bộ hội sinh vật cảnh xin lỗi ạ là nói chung, trong đó nhà vườn Hà Xuân Lợi và hội quán bonsai Hà Nam là một thành viên đang và đã và sẽ và không thể thiếu của hội sinh vật cảnh Hà Nam cũng như là câu lạc bộ cây cảnh đá cảnh Việt Nam. Trân trọng cảm ơn đoàn bonsai xuyên Việt, xin thay mặt cho anh em hội quán, thay mặt cho anh em những người mà chưa có ý kiến, trân trọng cảm ơn đoàn và chúc đoàn có một cái chuyến hành trình thành công, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ và bao nhiêu điều mong chờ là sẽ là được nguyện. Còn trong tiếp theo cũng đến với Hà Nam nay là hai nội dung chính, một là hân hoan chào đón, chào mừng và hân hạnh được tiếp đón. Thì chương trình thứ hai là cũng gắn với hành trình của bonsai xuyên Việt là Hà Nam cũng xin tiếp lửa, Hà Nam cũng xin được đi tiếp cùng với đoàn là chia sẻ những cái là tuyệt vời, chia sẻ những cái niềm hân hoan cũng như chia sẻ những cái khó khăn, đồng nghĩa là chia sẻ những cái mà chúng ta cùng đến một giấc mơ tươi đẹp. Và anh Nhân sẽ đại diện cho Hà Nam sẽ lên là tiếp nối chương trình nối lửa như thế nào, và anh Nhân sẽ lên cho phát biểu luôn ạ. Kính thưa các vị lãnh đạo của tỉnh Hà Nam, kính thưa toàn thể các cô chú anh chị, các bạn và các em có mặt đông đủ trong ngày hôm nay, thì thay mặt cho đoàn toàn hội toàn thể các anh em yêu cây cảnh, câu lạc bộ cây cảnh của Hà Nam thì cũng xin chúc đoàn là có những cái hành trình ngày càng đông hơn, ngày càng vui hơn. Thế thì để tiếp lửa cho chương trình của chúng ta tiếp theo, các cái tỉnh tiếp theo là Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình rồi vân vân, thì ngay ngày hôm nay thì đoàn Hà Nam cũng đã thành lập được một đội tiếp đoàn gia nhập cái đoàn của chúng ta, bao gồm có 5 thành viên sẽ gia nhập chúng ta ngay trong buổi tối ngày hôm nay và overnight trong buổi tối ngày hôm nay, và đến buổi sáng ngày hôm nay, ngày mai thì sẽ có tiếp tục một cái đoàn nữa khoảng tầm 12 đến 15 người nữa sẽ tiếp lửa các đoàn của Thái Bình. Và không biết nói gì hơn, xin kính chúc tất cả các quý vị khách quý cũng như toàn thể tất cả các chú, các bác, anh chị, những người yêu cây bonsai luôn luôn có một cái sức khỏe dồi dào, luôn luôn bốc cháy cái niềm đam mê khao khát chinh phục cây cảnh, và chúc nền cây cảnh của chúng ta ngày càng thành công hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng, đấy là lời nói của Hà Nam, đấy là sự đáp lại Hà Nam dành cho hội bonsai xuyên Việt. Và anh Nhân
là một trong những doanh nhân, một trong những người yêu cây đã gắn bó với điện cảnh của Việt Nam nói chung và Hà Nam nói riêng. Trong số những con người anh tại Hà Nam, anh là người đại diện thay cho lời tiếng nói. Và chương trình của chúng ta tại sao là Hà Xuân Lợi lại xin phép được dùng mic? Lý do là chúng ta đưa vào chương trình có những cái tình tiết rất là tuyệt vời, hợp lý, và sau này sẽ là thời gian để chúng ta trải nghiệm, sẽ là thời gian để chúng ta thăm viếng. Bonsai xuyên Việt! Bonsai xuyên Việt! Bonsai Hà Nam! Bonsai Hà Nam! Hội quán Hà Nam! Hội quán Hà Nam! Hà Nam đoàn kết! Hà Nam!